Em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được đồng hành với cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo hôm nay về Nha Trang. Trong video hôm nay là vào buổi sáng ngày 14 tháng 8 năm 2024 quý vị. Thời tiết cũng khá là nắng đẹp. Em đang di chuyển trên con đường này, đó là những hình ảnh của con đường Vành Đai 2 quý vị, hay gọi là con đường Tố Hữu. Chạy dọc ở đây là con sông Quán Trường, khá là đẹp. Hướng này sẽ đi qua giao với đại lộ Nguyễn Tất Thành. Ra cầu Bình Tân quý vị. Trong video ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú chị và các bạn một số hình ảnh của con đường Vành Đai qua khu vực của Rớ, cũng như em sẽ quay xung quanh số hình ảnh qua ngôi trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ngày nay. Con đường Vành Đai 2 này thì cái hệ thống cây xanh chính giữa đã được chăm sóc rất là kỹ vậy. Bây giờ công nhân họ vẫn đang tiếp tục làm nè. Và cái tầm nhìn của cái dàn cây xanh ở đây thì sẽ không cao quá 1 mét. Đây đang tiếp tục trồng. Đây là con đường Vành Đai nằm trong cái dự án cái nút giao thông Ngọc Hội. Nó sẽ rất là đẹp. Và nó là cái nhánh này gọi là nhánh phía nam. Con đường này chạy dọc bên tay phải là con sông Quán Trường. Nó sẽ đổ ra ngay cửa bé, ngay chân cầu Bình Tân. Khi đi qua con đường này có những đoạn cua nó cũng rất là nguy hiểm nha quý vị. Cái cua nó dạng như cua chỏ đó. Đoạn gần với khu đô thị An Bình Tân rồi. Đây. Đoạn phía dưới này thì người ta đang tiếp tục đổ đất để mà làm hệ thống cây xanh. Con đường này nó đi theo cái vòng cung của con sông, cho nên là nó có những đoạn nó cua cũng gấp, thì chỗ này cũng là một cái khúc cua này, cua này có vẻ gấp vậy. Nói chung con đường này nó cũng đã vận hành tạm được gần năm rồi, nhưng mà theo thông tin thì cũng có nhiều cái vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra đấy. Đây là cái dự án nằm đường Vành Đai kết nối với nút giao thông Ngọc Hội. Từ khu vực của cầu Bình Tân á, quý vị đi ngược lên á, ngay chỗ cái nút giao thông ngoài á, nó dài tầm khoảng 5 cây số vậy, 5 cây số, gọi là cái nhánh phía nam. Thì theo thông tin của bên phòng cảnh sát giao thông của công an tỉnh thống kê á, thì cái tuyến Vành Đai 2 của cái nhánh phía nam này đã xảy ra khoảng 12 cái vụ tai nạn giao thông quý vị. Trong đó là làm chết 6 người đó, rồi 2 người bị thương. Qua những cái đoạn đây thì khu vực đây là có những cái cua. Chạy dọc đoạn này bên tay trái vì là khu đô thị An Bình Tân rồi. Đoạn như này thì trồng cây xanh đẹp quá vậy ha. Cây nó cũng thấp thấp thôi. Ở đây thì trồng cây xanh thấp. Và cái tuyến Vành Đai 2 này quý vị,
đặc biệt là ngay cái nút chỗ cái cầu quảng trường ngay giao với con đường này với con đường Tố Hữu đó, đó là một cái nút phải là thường xuyên kẹt xe, hay bị kẹt xe lắm giờ cao điểm. Thì ngay vị trí đó là cái cầu quảng trường đó, thì nó cũng giống như nút cổ chai, từ bên đường đại lộ Quảng Giáp đi ngang qua thì nó hẹp lại, cho nên là và ngay cái nút đó thì cũng hay kẹt xe nữa, nên là dự kiến thì sẽ mở rộng cái cầu ra luôn, mở rộng cái cầu đồng thời là làm cái hầm chui, cái nút đường vành đai 2 với con đường Tô Hữu luôn. Có thể sẽ con đường vành đai 2 sẽ đi chui xuống phía dưới cái cầu quảng trường luôn, để sợ đỡ xảy ra ùn tắc giao thông ấy. Giờ ngay cái nút đó là cứ giờ cao điểm là hay bị tắc nghẽn giao thông, xe nhiều. Rồi tới đây là hết con đường vành đai 2 này, tính từ cái nút giao thông hội ấy, ra tới đây là tầm khoảng 5 cây số vậy, giao lại với đại lộ Nguyễn Tất Thành rồi này. Bên tay phải là hướng lên cầu Bình Tân, thì ngay chỗ này không có rẽ trái được, bắt buộc phải rẽ phải thôi. Ở phía trước màn hình vì là cây cầu Bình Tân ở bên kia, giờ kết nối với đại lộ Nguyễn Tất Thành đi sân bay Cam Ranh. Đi trên cây cầu này nhìn chính diện từ xa là cái núi rất đẹp vậy ha. Ở rẽ bên tay trái là quý vị sẽ đi qua hướng cảng Hòn Rớ, cảng cá Hòn Rớ vậy. Còn rẽ bên tay phải này là tiếp tục quý vị sẽ di chuyển đi hướng đi trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, đi qua đèo Cù Hinh, đi sân bay Cam Ranh. Hoặc quý vị cũng có thể kết nối ra quốc lộ 1 bằng con đường tỉnh lộ 3, đoạn gần khu vực của trung tâm của xã Phước Đồng đó, sẽ có một con đường kết nối, con đường tỉnh lộ 3 kết nối qua quốc lộ. Nếu vì đi thẳng nữa qua sân bay luôn đó, thì sẽ qua quốc lộ ngay vị trí của cầu Long Hồ qua bên Mỹ Ca thì mới kết nối với con đường quốc lộ. Đấy, khu vực Hòn Rớ, Nha Trang ngày nay. Đi thẳng nữa bên tay phải vì là khu tái định cư Hòn Rớ 2, khá là đẹp luôn quý vị ơi. Ở phía bên tay phải vì là phía mà view con sông Tắc, những căn nhà mà ở phía ngoài đó là view sông Tắc đẹp lắm, thoáng. Con sông Tắc là nó kết hợp cùng với con sông Quảng Trường đổ ra Cửa Bé ngay cầu Bình Tân. Bây giờ em sẽ mời cô chú chị bạn là di chuyển tiếp qua khu vực của trường chính trị nè, như là trường chuyên Lê Quý Đôn này, và trường bản công nghệ, bản kỹ thuật công nghệ Nha Trang.
bên tay phải vì đó là một trường chuyên Lê Quý Đôn nè, rồi là trường chính trị nè. Di chuyển tiếp thì quý vị sẽ đi tiếp trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, đi sân bay Cam Ranh. Từ trung tâm của thành phố Nha Trang di chuyển trên đại lộ Nguyễn Tất Thành này đến sân bay Cam Ranh theo hướng này tầm khoảng 35 cây số vậy. Khu vực trong này đường rất là rộng rãi, thoáng. Khu vực ở đây là chỉ có mấy ngôi trường thôi, chứ dân cư rồi thì không có. Ở bên tay phải là ngôi trường chính trị, bên tay trái là trường chuyên Lê Quý Đôn. Ở chuyên Lê Quý Đôn lúc trước nó nằm trên đường dây sen đó vị. Bây giờ khu vực của trường chuyên Lê Quý Đôn cũ bây giờ là thành đang xây dựng cung văn hóa thiếu nhi rồi. Ngôi trường chuyên Lê Đôn mới là được di chuyển xuống khu vực của xã Phước Đồng. Và đi tới một xíu nữa là ngôi trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Nha Trang. À, bên tay trái vì các bạn đó là những hình ảnh của trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Nha Trang này, nằm ở khu vực của xã Phước Đồng này. Đây, ngôi trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Nha Trang là tiền thân của nó là trường trung học kỹ thuật Nha Trang, được thành lập từ năm 1962 á, là nó nằm ở đối diện với quân cảng á, nằm gần gần với ngay góc của đường Tô Hiệu với con đường Trần Phú bây giờ. Trước là nó nằm ở đó, thì giờ mặt bằng ở đó giờ không còn nữa, không có còn hoạt động ở đó nữa vậy, cho nên nó chuyển xuống đây. Thì đến năm 2007 thì trường được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội á mới nâng cấp lên thành trường cao đẳng nghề. Rồi đến năm 2017 á, 10 năm sau thì trường chính thức mới đổi tên thành trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Nha Trang. Cái địa chỉ mà ở dưới này á, của trường này á, thì nó gọi là con đường N1 vậy. Nó thuộc cái khu gọi là trường học đào tạo và dạy nghề Bắc Hoàng Ông, thuộc xã Phước Đồng và của Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Và ngôi trường này nó cũng có một số cái trung tâm như là trung tâm giáo dục nghề nghiệp Nha Trang này, ở khoảng số 298 của đường Thống Nhất đó, với một số 162 đường Giả Tượng thuộc phường Vĩnh Nghiêm đó. Rồi nó có trung tâm đào tạo lái xe ô tô qua giới nữa, nó ở thôn Phước Tân của xã Phước Đồng. Rồi nó có cái khu thực hành khoa công nghệ sinh học rồi công nghệ môi trường nữa, thôn Tân Sương của xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Trường rất khuôn viên trường rất rộng, hai cổng, cổng mấy bên này nữa vậy, hình cổng bên kia là cổng chính, cổng này hình như giống như chỉ là cổng phụ thôi, thấy sinh viên ít ít ở bên cổng này. Nó đi thẳng con đường này vì sẽ đi thẳng là vào bên cái khu sửa nhà máy xử lý nước thải phía nam của Nha Trang á. Cổng mấy bên này cũng khá là rộng luôn ha. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.
công viên rất rộng. Thì ngôi trường này nó chuyên đào tạo các cái chương trình như là trình độ cao đẳng và trung cấp. Cao đẳng và trung cấp xây dựng. Thì các cái ngành nghề như là có điện công nghiệp nè, rồi điện tử công nghiệp, rồi kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, như là kỹ thuật sửa chữa này, lắp ráp máy tính, công nghệ thông tin, tin ứng dụng phần mềm, quản trị mạng máy tính này, điện dân dụng này, điện tử này, tin học này, văn phòng, kế toán doanh nghiệp, rồi quản trị doanh nghiệp. Không thể nào mà bỏ qua các cái ngành quản trị như là nhà hàng, khách sạn này, rồi hướng dẫn viên du lịch vậy, kỹ thuật chế biến cái món ăn, và các cái nghiệp vụ về nhà hàng. Đối với ngành kim loại thì có các gọt kim loại này, rồi công nghệ ô tô này, cơ điện tử này, kỹ thuật xây dựng này, may thời trang này, thiết kế thời trang này, hàng bảo vệ môi trường biển, chế biến thực phẩm và xử lý nước thải công nghiệp này, công nghệ sinh học như là công tác xã hội rồi, nó đều có đào tạo các trình độ cao đẳng và trung cấp. Xuống khu vực ở đây thì đất nó rộng quá luôn rồi. Nên công viên trường rộng rãi thoải mái luôn. Cổng bên này thì nó cảm giác hơi vắng vẻ. Cổng chính phía bên kia thì có sinh viên rồi ra vô rồi nó có vẻ đông đúc. Ở đây cũng có mấy cái trạm xe buýt để cho các em sinh viên mà không có ở lại ký túc xá thì đi về. Bên đây có vẻ mấy cổng chính nè, trường đẹp quá, rộng ghê luôn.
Và tới đây em cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở một video tiếp theo sau.